thời gian qua, việc Thủy Tiên đến miền Trung hỗ trợ người dân vùng lũ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít người chỉ trích cách làm từ thiện của nữ ca sĩ. Thậm chí nhiều người công kích các nhãn hàng mà Thủy Tiên hợp tác quảng cáo, khiến cô vô cùng bức xúc. Tối 5 tháng 11 năm 2020, Thủy Tiên đã cập nhật một bài viết trên trang cá nhân. Cụ thể cô viết, lâu lắm rồi mình mới lại bị lập group anti, cảm giác cũng không khác ngày xưa là mấy. Vẫn cảm thấy tổn thương, thấy buồn và khóc, mình dở thiệt. Chỉ có điều khác xưa là mình không ghét các bạn. Thủy Tiên cho rằng cô đã qua cái thời tuổi trẻ, ham muốn nổi tiếng để chứng minh bản thân với cả thế giới. Nhưng cô cũng vô cùng bức xúc khi anti-fan tấn công các nhãn hàng mà cô quảng bá. Giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng nhấn mạnh, mình có công việc ổn định riêng, để dù bây giờ mình có ngồi im không làm gì, thì thu nhập hàng tháng cũng đủ để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng nhờ có thêm những hợp đồng quảng cáo này, mà hiện nay mình có thể giúp được thêm vài trăm người khó khăn hàng tháng. Ngoài ra mình còn phải đóng tiền cho bao nhiêu trẻ em nghèo đi học. Cô bày tỏ quan điểm, các bạn thấy không, nhẫn kim cương, vàng bạc mình còn bán được đi để giúp người ta. Mình đâu cần đẹp đẽ cao sang hay hào quang lấp lánh gì nữa. Thay vì ở nhà chăn êm nệm ấm, Facebook mình trước đây ngày nào cũng đăng bài quảng cáo kiếm tiền. Lẽ ra cuối tháng rồi mình phải ra MV nữa, nhưng mình gạt hết để giúp bà con trước mắt. Đồng thời nữ ca sĩ cho biết, các nhãn hàng ký hợp đồng cũng thông cảm, nên rời lịch đăng bài quảng cáo để cô có thể livestream, thông báo về hành trình từ thiện của mình với những người đã đứng ra quyên góp. Đáp trả lại những ý kiến tiêu cực của cộng đồng mạng về việc làm từ thiện, Thủy Tiên khẳng định, nếu như mình sống sai trái đạo đức, các bạn tấn công mình cũng được, nhưng mà chỉ vì mình mong muốn đi giúp người khác mà các bạn thấy không hài lòng mà tấn công mình, cướp mất công việc mình đang nuôi sống bao nhiêu người thì tội nghiệp họ quá. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn cho biết sẽ tự bỏ đi bản ngã của mình theo lời Phật dạy để nói lên lời xin lỗi vì đã làm một số người không hài lòng. Trong quá trình Thủy Tiên hỗ trợ bà con miền Trung đã gặp phải nhiều tin đồn tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Tuy nhiên, bỏ mặc những thị phi liên tục bủa vây, Thủy Tiên vẫn tiếp tục hành trình hỗ trợ tiền giúp bà con miền Trung thiết lập lại cuộc sống sau lũ.